Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tôi Là Hoàng Hiếu. Trong video ngày hôm nay thì nội dung chính sẽ là một cái video hướng dẫn cách gửi tiết kiệm trên sàn Binance. Đây, thì lý do mà mình ra cái video này đó là có nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để gửi tiền tiết kiệm trên sàn Binance. Và cũng có nhiều bạn là yêu cầu mình làm một cái video hướng dẫn cách gửi tiền tiết kiệm trên sàn Binance. Thì do đó thì ngày hôm nay thì mình đã làm ra cái video này. Thì sẽ hy vọng là sẽ giúp cho các bạn biết được cách sử dụng sàn Binance để gửi tiền tiết kiệm, cũng như là có một cái nhìn trực quan hơn và cái thao tác dễ dàng hơn trên sàn Binance. Thì về cũng như mọi lần thì để mà trước khi làm video thì mình luôn luôn có viết một cái bài viết hướng dẫn ở trên website kungfubhb.com. Thì cái link cái bài viết này thì mình để ở dưới phần mô tả video, thì các bạn cứ nhấp vào bên dưới hoặc là các bạn truy cập vào website kungfubhb.com và gõ lên thanh tìm kiếm là gửi tiết kiệm với sàn Binance. Đây, các bạn nhập vào đây, các bạn gõ từ khóa là gửi tiết kiệm Binance và các bạn bấm vào nút tìm kiếm. Ở đây thì các bạn sẽ thấy bài viết mà mình đã viết ở đây là hướng dẫn tiết kiệm Binance tàn tập. Thì trong cái bài viết này thì mình đã có giới thiệu về gửi tiết kiệm Binance là gì. Đây, các bạn nhấp vào cái mục mục lục nè, đây là cái mục tổng kết nè. Gửi tiết kiệm Binance là gì, có bao nhiêu gói tiết kiệm trên Binance, những yêu cầu cần thiết để có thể gửi tiết kiệm trên Binance, và các bước để hướng dẫn gửi tiết kiệm Binance. Thì tất cả những cái thông tin này mình đều đã viết ở trên website kungfubhb, các bạn cứ nhấp vào và đọc. Ok, thì trong video này thì mình sẽ demo lại cái bài viết này để các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn. Thì như các bạn đã biết á, thì Binance nó là một cái sàn giao dịch. Đây, các bạn truy cập vào cái website Binance. Thì đây là một cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay, lớn nhất trong thế giới tiền điện tử hiện nay. Thì trên đây thì ngoài cái việc mà giao dịch coin mua bán thì chúng ta còn có, thì Binance nó còn cung cấp cho chúng ta những cái chức năng như là tiết kiệm nè, staking, hoặc là có những cái IO Binance Lotpad vân vân. Đây, thì ở dưới đây hiện tại giao diện đang là tiếng Anh thì chúng ta có thể chuyển nó sang tiếng Việt để chúng ta có cái nhìn dễ dàng hơn. Đây, ví dụ như là một số cái chức năng của sàn Binance nè, như là mua crypto nè, bằng ngân hàng để tín dụng, giao dịch B2B, vân vân. Là trong cái giao phần giao dịch thì có giao dịch cơ bản, đơn giản, nâng cao, ký quỹ, phái sinh thì có các hợp đồng, token đòn bẩy. Đây, thì phần tài chính thì nó có là tiết kiệm nè, staking, Binance Pool, thẻ ghi nợ, cho vay tiền mã hóa. Thì trong video ngày hôm nay thì nội dung chính đó là mình sẽ tập trung vào cái phần là tiết kiệm. Thì đây là một cái chức năng của sàn Binance để giúp chúng ta có thể gửi tiết kiệm bằng một cái đồng coin nào đó và nhận lãi suất là bằng chính cái đồng coin đó. Này, thì ở đây là cái giao diện gửi tiết kiệm của sàn Binance. Đây, các bạn truy cập vào binance.com và bấm vào mục tài chính tiết kiệm. Đây, thì ở đây các bạn sẽ có những cái gói tiết kiệm nè. Đây là gói tiết kiệm linh hoạt nè, gói tiết kiệm cố định, gói tiết kiệm hoạt động nè, hoặc là gói tiết kiệm flexible staking nè, lock staking nè. Thì yêu cầu mà để mà các bạn có thể gửi tiết kiệm trên đây thì đó là bạn cần phải có một cái tài khoản sàn Binance để đăng ký, và cái tài khoản này phải được xác thực. Thì bạn nào đã làm qua cái bước này rồi thì chúng ta vào cái nội dung chính là gửi tiết kiệm luôn. Còn bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản thì có thể đăng ký vào cái link đăng ký bên dưới video phần mô tả và
hướng dẫn đăng ký và xác thực thì các bạn có thể xem bài viết này. Thì trong bài viết hướng dẫn gửi tiết kiệm Binance thì mình cũng đã có gắn link cái bài viết hướng dẫn và cách đăng ký và xác thực, thì các bạn cứ nhấp vào thì nó có cái phần hướng dẫn chi tiết. Thì sau khi mà các bạn đã đăng ký tài khoản và xác thực tài khoản sàn Binance xong xuôi hết thì việc của các bạn là sẽ nạp vào sàn Binance một cái số đồng coin mà các bạn muốn gửi tiết kiệm. Ví dụ như các bạn cần phải nạp vào là đồng, nếu mà các bạn muốn gửi Bitcoin thì các bạn phải nạp vào Bitcoin, hoặc là các bạn muốn gửi USDT thì các bạn phải nạp vào sàn Binance đồng USDT. Đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể mua trực tiếp những cái đồng này trên sàn Binance. Đấy, thì ít nhất là nó phải yêu cầu là các bạn phải có một cái số dư tối thiểu trên đây thì để các bạn có thể gửi tiết kiệm. Ok, thì để mà bắt đầu gửi tiết kiệm thì các bạn cần phải đăng nhập vào cái tài sản khoản sàn Binance của mình. Thì ở đây thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản sàn Binance. Đây, các bạn nhấp vào đăng nhập. Đây, thì các bạn điền địa chỉ email và cái mã xác minh Google. Đây, đây là cái mã OTP, cái mã bảo mật hai lớp mà mình đã cài trên cái app. Đây, thì mình sẽ mở ra. Đây, đây thì mình sẽ nhập cái mã bảo mật vô là 8888438. Hai bạn muốn nút gửi. Đây, thì đây là các bạn đã đăng nhập vào. Khi mà các bạn muốn nhập vào thì ở đây. Đây, các bạn mình nói lại là các bạn sẽ truy cập vào cái chỗ là tài chính nè. Có một tiết kiệm nó thì nó sẽ ra một cái giao diện trang để mình gửi tiết kiệm. Thì ở đây nó sẽ có bốn gói tiết kiệm, đó là tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm cố định, hoạt động, flexible staking, block staking. Đấy. Thì ở đây là các bạn sẽ chọn một trong bốn gói này, và với mỗi cái gói tiết kiệm này nó sẽ có danh sách những cái đồng coin mà nó cho phép các bạn gửi tiết kiệm. Ví dụ như ở cái gói tiết kiệm linh hoạt nè, thì đây là cái gói mà các bạn có thể nạp tiền vào và các bạn có thể rút ra bất kỳ lúc nào, thì nó linh hoạt như vậy. Nó không bắt buộc là các bạn phải gửi trong cái thời hạn bao lâu mới được rút. Cho nên là với cái gói này thì lãi suất nó thường thấp chứ không có cao. Ví dụ như với việc gửi Bitcoin thì lãi suất nó chỉ có tầm 1.46% một năm thôi. Nhưng mà nếu mà bạn gửi những cái đồng khác thì như USDT hoặc là BUSD thì lãi suất thì nó tương đối nó cũng ổn, là 6.77% một năm. Thì cái lãi suất này nó cũng tương đương với cái gói lãi suất của gửi ngân hàng, nhưng mà cái điểm hay là nó cho phép bạn rút bất kỳ lúc nào. Đây, đây là cái gói tiết kiệm linh hoạt. Thì trong cái bài viết trên website thì mình cũng đã có so sánh hai cái gói tiết kiệm linh hoạt và tiết kiệm cố định, nó làm cái bản so sánh để mà các bạn nắm, cũng như là mình đã nêu những cái thông tin của từng loại để mà các bạn đọc và các bạn hiểu được là các bạn nên chọn gói nào phù hợp với mình. Ok, thì tiếp theo là cái gói tiết kiệm cố định. Thì ở đây thì cái gói này nó sẽ bắt buộc các bạn phải gửi tiết kiệm trong một cái khoảng thời gian nhất định, như là 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày hoặc 90 ngày. Và một khi mà bạn đã chọn những cái kỳ hạn này rồi mà các bạn muốn rút trước thì các bạn sẽ bị mất lãi. Ví dụ như các bạn gửi tiết kiệm 7 ngày cái đồng BUSD trong vòng 7 ngày, thì nếu mà mới có 6 ngày thôi mà các bạn rút ra thì các bạn sẽ bị mất cái phần lãi suất. Cho nên bắt buộc là các bạn phải gửi đúng cái số ngày được quy định trên đây. Thì đổi lại thì nếu mà các bạn tham gia vào những cái gói cố định này thì cái lãi suất nó sẽ cao hơn. Ví dụ như ở đây mình chọn cái gói 90 ngày nè. Ví dụ mình chọn USDT gói 90 ngày thì các bạn thấy là lãi suất là được 8% một năm. Mình chọn 7 ngày thì nó thấp hơn một chút, nhưng mà nó vẫn cao hơn cái lãi suất của cái gói linh hoạt là 6.77 nè. Nó sẽ yêu cầu các bạn gửi cố định, nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ được cái lãi suất cao hơn. Đó, thì tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng và các bạn nghĩ rằng là ví dụ như bạn có một số lượng đồng USDT này mà các bạn không dùng đến trong một thời gian dài thì các bạn có thể tham khảo cái gói tiết kiệm cố định này để được cái lãi suất cao. Đấy. 90 ngày là 3 tháng. Thì cách gửi, còn bước dưới đây là những cái gói tiết kiệm khác. Thì cơ bản thì nó cũng giống như hai cái gói này thôi, nhưng mà nó là một cái mô hình khác kiểu vậy. Ví dụ như cái phần staking nè. Staking thì tức là nó kiểu như là nó bằng sàn Binance này, nó sẽ sử dụng những cái dịch vụ của cái đồng coin đó và
khi mà thì nó sẽ chuyển những cái đồng coin mà các bạn gửi vào đây vào cái dịch vụ bên thứ ba, thì để họ staking, tức là họ sẽ nó cũng dạng như một cái loại mà tiết kiệm như đó, đầu tư đó, thì nó sẽ trả lại cho các bạn. Thì lãi suất thì nó cũng đã thống kê lãi trung bình năm ở đây. Đây thì các bạn cứ coi và các bạn lựa chọn. Đây. Thì trong video chính này thì mình chỉ demo về cái phần tiết kiệm linh hoạt hoặc là tiết kiệm cố định thôi. Còn ở những cái dưới này thì các bạn cứ tìm hiểu thêm và các bạn làm. Thì cách làm thì nó cũng tương tự thôi, không có nhiều, không có gì là phức tạp. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ demo cái cách là gửi tiền tiết kiệm linh hoạt. Thì ở trên đây, tại cái mục tiết kiệm linh hoạt này, ví dụ các bạn muốn gửi đồng USDT với lãi suất là 6,77%. Tại cái mục đích của mình chẳng hạn là mình có một cái số lượng đồng USDT và mình nghĩ là trong tương lai ngắn có thể mình sẽ sử dụng. Cho nên là mình gửi vào cái gói này để mình có thể rút ra linh hoạt. Thì trên cái mục USDT này, đấy, thì các bạn sẽ bấm vào nút chuyển. Đây, thì ở đây các bạn sẽ thấy là những cái thông số đó là lãi suất cho mỗi nghìn. Tức là chẳng hạn như là các bạn gửi một nghìn ở đây, tức là 1.000 đồng USDT. Chẳng hạn như mình gửi vào đây 1.000 đồng USDT thì mỗi ngày mình sẽ nhận được 0.18301 đồng USDT đó, tức là nó quy đổi ra cái lãi cho mình đó. Đăng ký tối đa, tức là đăng ký tối đa ở đây nó là 50 triệu USDT, tức là bạn chỉ có thể gửi được tối đa là 50 triệu đô USDT thôi, bạn muốn gửi nhiều hơn cũng không được đó. Phải từ cái mức này trở xuống. Ngày tính giá trị, tức là cái ngày mà nó sẽ cái thời gian á, mà nó sẽ bắt đầu nó trả lãi cho các bạn. Ví dụ như khi mà các bạn gửi vào đây thì bắt đầu là khoảng 7 giờ bắt đầu 7 giờ ngày 25 tháng 8 2020 thì bắt đầu cái khoản tiền gửi của bạn sẽ có hiệu lực và bắt đầu được tính lãi. Lãi trung bình năm đó thì đây là 6,77%. Tức là một năm thì bạn cứ lấy là 6,77 chia cho 365 ngày thì bạn sẽ ra là lãi mỗi ngày của các bạn là khoảng tầm bao nhiêu. Đấy. Ok. Ví dụ như hiện tại là tài khoản của mình hiện tại chỉ có 2,24 đồng USDT thôi. Thì mình nhập vào đây 2.24. Còn nếu mà các bạn muốn gửi hết, gửi tiết kiệm hết thì các bạn bấm vào nút tối đa nè. Nó sẽ tự động nó chuyển hết những cái đồng USDT mà các bạn đang có vào đây. Thì các bạn nhấp vào nút tôi đã đọc và đồng ý vào thỏa thuận dịch vụ Bính Hành Saving. Và các bạn bấm vào nút đã xác nhận chuyển. Đấy, các bạn cứ bấm vào đây. Rồi các bạn sẽ xác thực là xong. Như vậy là các bạn đã gửi tiết kiệm gói tiết kiệm linh hoạt thành công. Thì cứ thế là vào tầm 7 giờ sáng vào mỗi 7 giờ sáng ngày 25 tháng của ngày mới thì các bạn sẽ nhận được lãi. Đó. Thì lãi suất thì các bạn cứ thế mà nhân chia ra. Đấy. Thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn cái gói cố định thì nó cũng tương tự. Ví dụ như mình muốn gửi đồng USDT với lãi suất là 8% một năm nè. Thì mình ví dụ mình nghĩ rằng là trong vòng 3 tháng mình cũng chưa cần dùng đến thì mình chọn cái gói 90 ngày. Bấm vào nút chuyển. Đấy. Thì sau đó thì trong đây thì các bạn cứ nhập vào cái số lượng đồng USDT mà các bạn muốn gửi. Hiện tại ở đây mình không có đồng nào cho nên mình cũng không có nhập được. Dù còn ở đây bạn có thì bạn cứ nhập vào, ví dụ mình gửi 1.000 đô thì bạn nhập số 1.000. Gửi 2.000 đô thì các bạn nhập 2.000 đô. Còn ví dụ bạn muốn gửi tối đa thì nhấp vào chữ tối đa, nó sẽ lấy hết toàn bộ những cái đồng USDT mà các bạn đang có để gửi vào đây. Thì ở đây thì mình sẽ diễn giải một cái số thông số ở cái gói tiết kiệm cố định. Thì ở đây là kích thước lô thì 100 USDT thì tức là nó yêu cầu là một lần gửi các bạn chỉ được gửi là 100 đồng USDT thôi. Đấy. Thì lãi trên mỗi một lô, tức là mỗi mỗi 100 đồng USDT này thì các bạn sẽ được nhận khoảng tầm 1,9716 đồng USDT. Đấy, 8, mỗi ngày. Đấy, tính là 8% tính theo năm. Giới hạn cá nhân tối đa là 500.000 lô thì tức là được năm, bạn lấy cứ lấy 500.000 lô mà nhân với 100 thì bạn có ra khoảng tầm 50 triệu đô đấy, nó cũng như cái gói kia. Ngày tính giá trị, tức là cái ngày mà bạn sẽ bắt đầu được trả lãi, hay là ngày 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8, ngày rút tiền là ngày 23 tháng 11, tại do là các bạn đang gửi cái gói 90 ngày cho nên các bạn cứ cộng lên từ ngày 25 tháng 8 đến cộng 90 ngày thì nó sẽ là ngày 23 tháng 11 2020. Thế thì lãi ước tính thì cái khi mà các bạn nhập cái số đây vào đây thì nó sẽ hiện cái lãi, nó tự tính ra cái lãi ước tính của bạn ở đây.
Hiện tại là do mình chưa có cái tiền để nhấp vào đây cho nên là hiện tại nó đang là không. Tự động gia hạn tức là khi mà các bạn bấm vào đây thì khi mà tới ngày đáo hạn á tới ngày đáo hạn mà các bạn click vào đây thì tới ngày đáo hạn thì nó sẽ lại tự tiếp tục, nó lấy cái gói này của bạn nó tiếp tục, nó chạy nó tính lại tiếp. Còn các bạn không muốn thì các bạn cứ bỏ nó đi, thì tới ngày đó thì nó sẽ trả lãi vào gốc cho các bạn. Đấy. Nếu mình muốn chọn luôn cả hai thì mình bấm vào tự động gia hạn, mình ấn vào cái nút tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận. Sau đó các bạn cứ ấn vào nút đã xác nhận chuyển. Đấy, thì nó cũng như vậy là xong. Là các bạn muốn chọn gói 30 ngày thì cũng có thể điều chỉnh ở đây, 30, 14, 7 ngày. Đấy. Rồi bấm vào nút đã xác nhận chuyển. Thì như vậy là các bạn đã gửi tiết kiệm cố định thành công. Cơ bản thì nó cũng tương tự như cái gói tiết kiệm linh hoạt thôi. Cách làm thì cũng như nhau. Nhưng mà có khác biệt là cái thằng cố định này nó hơi ép buộc mình về cái thời gian một chút, nhưng mà đổi lại thì nó được cái lãi suất cao. Thì khi mà các bạn đã gửi tiết kiệm xong thì đến ngày đáo hạn á, thì tiền lãi và gốc thì nó sẽ tự động nó chuyển vào cái ví của các bạn thôi, cái ví ví support của các bạn. Đấy. Thì cơ bản cái cách gửi tiết kiệm trên sàn Binance thì nó chỉ đơn giản là vậy thôi, không có gì là phức tạp hết. Và cái phần hoạt động là flexible staking với block staking thì nó cũng tương tự, không có vấn đề gì hết. Các bạn cứ nhấp vào đây, đây là những cái ngày nè, và bấm vào stake nào thì nó sẽ hiện ra những cái form, và các bạn cứ làm theo những cái bước mà nó hướng dẫn kế tiếp là xong. Thì ok, thì nội dung của video ngày hôm nay nó chỉ đơn giản là như vậy. Thì nếu mà bạn vẫn còn cái thắc mắc thì bạn cứ tìm đọc cái bài viết này và để lại bình luận bên dưới cái bài viết thì mình sẽ giải đáp, hoặc là các bạn để lại bình luận bên dưới cái video trong cái kênh YouTube tôi là Hàng Hiếu thì mình cũng sẽ giải đáp trong cái thời gian sớm nhất. Thì kết thúc video tại đây, thì hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ cái video này đến mọi người để giúp cho kênh YouTube của mình ngày càng phát triển hơn, và mình sẽ có nhiều cái động lực để chia sẻ những cái kiến thức bổ ích. Cảm ơn các bạn đã xem video.